mình nói với các bạn nhé, cái con người của chúng ta ấy, làm cái gì đều cần phải có cái động lực hết. Bạn không có động lực, không bao giờ bạn muốn làm cái gì. Bạn cứ nhớ đấy, cái động lực nó rất đơn giản là như thế này thôi này, nó rất đơn giản là như thế này nhá. Bây giờ mình nói, mình nêu ra một cái ví dụ là như thế này. Bình thường bạn chưa có bạn gái, chưa có bạn trai, chưa có cái đối tượng mà để bạn để ý, đúng không? Chưa có cái người mà khiến cho bạn để ý, nhưng bỗng dưng có một cái người nào đó rất tình cờ xuất hiện khiến bạn để ý, khiến bạn muốn làm quen, đúng không? Và bạn cảm thấy ở người ta có một cái gì đó nó cũng kiểu như là nó hợp với mình ý. Bạn thích, bạn cảm giác thấy thế, đúng không? Thì tự dưng bình thường thì bạn ăn mặc rất bình thường, bạn không để ý đến ngoại hình của mình, không để ý một cái gì. Nhưng cái lúc đó ấy, thì tự dưng bạn trở nên, bạn có một cái động lực mà, thì bạn trở nên là bạn để ý ăn mặc quần áo chỉnh trang, cái vẻ bề ngoài thế này thế kia, ngắm buốt, đúng không? Đấy là cái động lực đấy còn gì nữa. Thôi đó, video của tôi thì hôm nay thì đến đây thôi nhá, hôm nay đến đây thôi. Thì các bạn ấy để ý nhá, nếu như các bạn ấy là những cái người ấy, có những cái nét tướng mà mình vừa chia sẻ với các bạn ấy, các bạn là những cái người có ý chí, các bạn sẽ là những cái người, cái số của các bạn ấy sẽ là thành công. Bắt đầu mà chung vẫn đổ ra các bạn là người rất có tiền. Những cái người có những cái nét tướng này, chung vận người ta đều là những cái người rất có tiền, rất nhiều tiền, các bạn nhớ đấy. Xin chào quý vị và các bạn nha. Này, có những cái người nhá, có những cái người mà cái thời trẻ người ta là cái người mà kiếm rất nhiều tiền, nhưng mà bắt đầu đến cái độ mà trung niên đổ ra, người ta mất lộc, người ta không còn kiếm được nữa. Người ta mất lộc mà cái thời trẻ kiếm rất nhiều, cái thời trẻ kiếm tiền rất giỏi. Nhưng mà cũng có cái người mà cả cuộc đời không bao giờ là biết kiếm cái đồng tiền mà cho nó gọi là nó nhiều nhiều một tí. Không bao giờ. Có người cả cuộc đời có khi kiếm tiền chỉ đủ ăn. Chỉ đủ ăn đủ đủ sinh hoạt thôi. Chỉ đủ ăn đủ sinh hoạt. Còn có những cái người ấy, mình nói cho mãi đến già. Mãi đến già thì họ bắt đầu họ lại là những cái người mà kiểu may mắn, lại là những cái người mới có tiền, mới có lộc. Rồi là có những cái người bắt đầu trung niên đổ ra. Trung niên đổ ra họ đã là cái người mà rất biết kiếm tiền. Và từ trung niên đổ ra, khi mà biết kiếm tiền ý, cho đến cuối cuộc đời ý, họ là những cái người rất đầy đủ, rất giàu. Các bạn để ý đi, rất nhiều trường hợp như thế. Mà chúng ta biết được cái điều đó, chúng ta nhìn ra được cái điều đó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Bây giờ nhá, mình chỉ nói đơn giản, mình nói ví dụ đơn giản là như thế này để các bạn hiểu nhé. Có cái trong nhân tướng ấy thì cái khuôn mặt đây này nó sẽ chia ra là 3 phần: thiên đình, trung đình và hạ đình. Cái phần này là sơ vận này, sơ vận cái thầm từ bé cho đến thanh niên này. Đấy, thanh niên cho đến trung niên này, rồi trung niên cho đến hậu vận, trung niên cho đến cái tuổi già ấy, chia ra làm 3 phần. Cái phần nào đẹp thì cái phần đó là đẹp. Cái phần nào ở cái độ tuổi, ví dụ phần đầu đẹp thì sơ vận cho đến thanh niên thì đẹp. Đây là trung niên đẹp, thanh niên đến trung niên là đẹp. Nếu mặt phần này là đẹp, còn phần cuối là đẹp thì hậu vận là đẹp. Tuy nhiên thì trong những cái trường phái để mà xem ý, để mà xem từ những cái độ tuổi này, độ tuổi nọ ấy, nó có rất nhiều kiểu xem. Chẳng hạn là cứ 7 năm 1, 7 năm 1 nó bắt đầu là tính từ cái lông mày.
lông mày trái, lông mày phải, xong bắt đầu mắt mũi, xong bắt đầu đến những cái bộ vị thì nó tính cứ 751, 751. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách mà rất dễ hiểu. Rất dễ hiểu. Nghĩa là những cái người như thế nào, người ta ở cái độ tuổi như nào. Những cái người cụ thể là những cái người mà có bốn cái nét tướng như thế này, cả nam lẫn nữ. Cứ trung niên đổ ra, họ là người rất giàu, mà hơn nữa ở họ, họ là những cái người mà kiểu như là có ý chí rất là mạnh mẽ. Những người này thì quyết đoán, những cái người này thì họ là những cái người mà phải nói họ là những cái người có ý chí. Những cái nét tướng các bạn nhìn vào là các bạn biết. Và chắc chắn, chắc chắn cái người này sẽ là cái người trung niên đổ ra, họ sẽ là những cái người cực kỳ giàu. Mình nói các bạn nhé, có những cái người nhé, có những cái người mà kiểu như là cái thời trẻ, cái thời trẻ họ kiếm được rất nhiều tiền, cái trán của họ đẹp, nhưng mà đến khi mà sang đến cái mũi của họ ấy, nó lại kém ấy, thì bắt đầu là từ cái thanh niên bắt đầu đến trung niên một cái, họ không còn kiếm được tiền nữa. Đấy, hầu hết là như thế, các bạn cứ để ý, hầu hết là như thế. Nó lạ ở cái điểm là như vậy, rất lạ ở cái điểm là như vậy. Cái thời trẻ kiếm nhiều tiền lắm, giỏi lắm, làm cái gì cũng ra tiền, làm cái gì cũng nhiều lộc. Đến khi trung niên gái thì làm cái gì cũng không được, làm cái gì cũng không thành. Ở đây nó có nhiều cái lý do các bạn nhé, nó có nhiều lý do. Cái thứ nhất, nó là cái tướng, cái số của bạn, nó là như vậy. Cái thứ hai ý, thì nó cũng là ở cái người ta gọi là cái tính cách của bạn nữa. Cái tính cách của bạn, nó ở cái tính cách của bạn. Nghĩa là ấy, những cái bạn ấy, mình nói nhá, những cái bạn mà thời trẻ các bạn kiếm được nhiều tiền, các bạn may mắn, các bạn kiếm được nhiều tiền, đúng không? Các bạn nhanh nhẹn thế này thế kia, đại loại các bạn kiếm tiền rất dễ. Chính cái dễ đó nó khiến cho các bạn về trung niên các bạn không còn kiếm được nữa. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Lý do ấy là các bạn ấy làm cái gì nó nhanh quá, nó vội quá, đúng không? Các bạn không nếm, các bạn chưa phải nếm những cái thất bại thì các bạn có kiếm được, các bạn không giữ được. Các bạn tưởng rằng là kiếm dễ, các bạn kiếm rất nhiều nhưng các bạn không giữ được. Thanh niên mà, các bạn nghĩ các bạn làm cái gì chứ kiếm tiền nó đơn giản quá, vẩy tay cái ra tiền, làm cái gì trả ra tiền, thế này thế kia, các bạn thấy nó đơn giản quá. Thế đến lúc mà cái cơ hội kiếm tiền đó, những cái cách mà các bạn kiếm tiền đó nó không còn phù hợp nữa, trong khi đó các bạn không giữ được tiền. Không giữ được tiền thì trung niên các bạn không kiếm được tiền, mà các bạn không có tiền để đầu tư. Các bạn làm bao nhiêu các bạn tiêu bấy nhiêu, các bạn mua sắm, làm bao nhiêu cứ mua sắm sửa, rồi bắt đầu ăn tiêu chi tiêu, bắt đầu chơi bời, không tiết kiệm, phung phí. Đúng không? Đấy là giải thích theo cái kiểu thực tế, và giải thích theo cái kiểu mà kiểu như là về cái chuyện mà tâm linh một tí. Về cái chuyện tâm linh một tí, nghĩa là các bạn là những cái người có phúc, nhưng các bạn ấy lại xài đến cái phúc của mình nó nhiều quá. Các bạn xài cái phúc của mình nó phung phí quá. Các bạn nhớ đấy, các bạn mà có phúc mà các bạn cứ xài phung phí quá thì cái phúc nó sẽ hết. Mà các bạn nhớ là như thế này này, người ta vẫn cứ có cái câu là như thế này này: có phúc mà hưởng phúc, phúc sẽ hết. Mà có phúc ấy không hưởng phúc là đang xài phúc, là đang hưởng phúc. Các bạn nhớ đấy, có phúc mà không xài phúc, không hưởng phúc là đang hưởng phúc. Luôn là vậy. Các bạn cứ nhớ luôn là vậy. Hơn nữa ấy, mình nói nhá, nếu như bạn nào nhá, mà các bạn là những cái người mà cái thời trẻ ấy, các bạn thường, nếu đa phần cái thời trẻ các bạn ấy là những cái người có ý chí, các bạn chật vật, các bạn chịu khó, các bạn khó khăn, các bạn vấp váp, đúng không? Các bạn thất bại, các bạn khổ luyện, các bạn rèn luyện, các bạn kiên nhẫn để các bạn học hỏi, để các bạn lao động, để các bạn kiếm tiền thế này thế kia, đúng không? Đa phần là những cái bạn đó về đến cái độ mà
trung niên trung vận. Trung niên trung vận là từ 35 cho đến 40 đổ ra nhé các bạn nhé. Là các bạn là những người rất biết kiếm tiền, rất biết giữ tiền. Các bạn cứ nhớ. Còn những cái bạn nào mà loanh quanh 20, trên 20, cứ thanh niên đổ ra, trên 20 kiếm tiền rất dễ, là bắt đầu đến cái tầm mà 35, 30, 35 cho đến 40 là thôi. Các bạn là những cái người mà kiểu như là rất khó để mà giữ được tiền. Kinh nghiệm chưa có. Cái lúc đó là kiếm là do là kiểu như là nó đúng vào cái may mắn của mình, đúng cái thời của mình thôi. Đúng cái sở trường của mình. Nhưng mà tất cả những cái nó đều thay đổi mà. Nó đều thay đổi, nó không bao giờ, mình nói nó không bao giờ nó đứng. Cái gì cũng thế, cái gì nó mà đứng quá thì còn gọi gì là xã hội nữa. Ai cũng kiếm tiền dễ thế, đúng không? Cái video hôm nay thì thế này này, mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ chia sẻ một vài những cái nét tướng mà ở trên khuôn mặt. Khi các bạn nhìn vào là các bạn có thể biết ngay đây là cái người, thứ nhất đây là cái người mà có ý chí, đây là cái người mạnh mẽ. Cái thứ hai là các bạn biết ngay đây là cái người đến trung vận, họ là cái người rất giàu. Các bạn nhớ nhé. Một vài cái nét ở trên khuôn mặt này và một vài cái nét ở ngón tay. Ở ngón tay. Cái ở ngón tay thì dễ vô cùng. Các bạn chỉ cần nhìn các bạn nhé. Xem xong cái video này nhé. Các bạn có vợ hay có chồng nhé. Các bạn cầm cái bàn tay lên. Cầm bàn tay của vợ, của chồng hay người yêu, hay là của những cái người bạn trai, bạn gái của các bạn lên. Các bạn nhìn một cái là các bạn biết đây có phải là cái người trung vận có giàu được hay không. Đây có phải là cái người có ý chí hay không? Đây có phải cái người mạnh mẽ hay không? Các bạn nhìn là các bạn biết ngay. Các bạn biết luôn. Các bạn chú ý đón xem. Bây giờ nói với các bạn một cái điều là như thế này nhé. Những cái người mà người ta là những cái người mà có cái ý chí mạnh ấy, thì chúng ta hiểu một cái điều là như này này. Chúng ta hiểu một cái điều là những cái người này họ thường là những cái người sống lý tính là chính. Người ta là cái người mạnh mẽ. Người ta là cái người quyết đoán. Các bạn cứ để ý, đã là cái người mà có cái ý chí mạnh, bao giờ người ta cũng là những người như thế. Người ta là những cái người mà có gian khổ trong cuộc sống, người ta đều vượt qua được hết. Không ngại là những cái trở ngại trong cuộc sống, không ngại những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái khúc khuỷu trong cái cuộc đời, trong cái cuộc sống. Họ vượt qua hết, họ không sợ. Đấy, thường là những cái người mà có ý chí mạnh, họ là như vậy. Thế cái ý chí mạnh thì nó là gì? Nó là cái gì? Nó để làm cái gì? Vậy thì là như thế này này. Các bạn hiểu một cái điều là như này này. Những cái người ấy, những cái người mà người ta là những cái người mà có cái ý chí mạnh mẽ ấy, thì họ thường là những cái người họ không bao giờ họ để những cái cảm xúc nhá, để những cái chuyện cảm xúc này nọ nó xen lấn vào những cái công việc, cái sự nghiệp, cái mục tiêu, cái mục tiêu của họ, cái công việc của họ. Các bạn cứ để ý, đấy là những cái người có ý chí, người ta sống lý tính. Chứ còn những cái người mà kiểu như là cái ý chí người ta kém ý, người ta dễ bị dao động, người ta dễ để những cái người ta gọi là những cái cuộc sống riêng tư, cái cảm xúc, những cái tình cảm riêng tư nó lấn át đi. Dễ bị cái người này người kia nó tác động, nó làm thay đổi đi, thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái hành động của họ, thay đổi cái mục tiêu của họ. Những cái người như vậy là những cái người mà thiếu ý chí. Còn những cái người ý chí mạnh, các bạn biết, không bao giờ họ
để lẫn lộn cái chuyện tình cảm họ đặt sang bên. Cái công việc là công việc. Ai nói khi họ làm một cái gì, họ hoàn thành công việc. Ví dụ họ được ra một cái việc gì đó, họ hoàn thành bằng được. Hay là họ đề ra, họ đặt ra cái mục tiêu. Nhá, đặt ra cái mục tiêu, họ sẽ phấn đấu, họ lên kế hoạch, họ làm bằng được. Trở ngại, khó khăn, hay là bị gièm pha, bị thế này thế kia, can thiệp thế này thế kia không. Họ không để những cái cảm xúc đó nó ảnh hưởng đến cái công việc của họ. Đấy là những cái người có ý chí mạnh. Và những cái người có ý chí mạnh, các bạn cứ nhớ một cái điều, họ sẽ là những cái người luôn thành công. Họ không những họ thành công về tiền bạc, mà họ còn là những cái người mà thành công về cái địa vị, quyền lực. Các bạn ghi nhớ đấy. Người ta vẫn nói một cái câu là như thế này này: có chí thì làm quan, mà có gan thì làm giàu. Các bạn cứ để đi, cái người có chí bao giờ họ cũng là những người thành công. Đơn giản là như vậy. Kể cả là đàn ông hay là phụ nữ, cứ cái người có chí bao giờ họ cũng là cái người thành công. Mà mình nói nhá, cái người có chí nhá, đôi khi nhá, chưa cần họ phải là cái người mà thông minh tài giỏi gì ở đây cả. Chưa thông minh, họ có chí, họ sẽ thông minh. Chưa tài giỏi, họ có chí, họ học hỏi, họ sẽ tài giỏi. Đấy, các bạn phải nhớ một cái điều là như vậy. Vậy thì cái người có chí, chúng ta nhìn vào đâu? Cả nam cả nữ nhé. Chúng ta nhìn vào đâu? Nhìn vào đâu để chúng ta biết đây là cái người có chí? Cái đầu tiên các bạn nhìn vào cái đôi mắt của người ta. Thế cái người có chí thì họ thường có cái đôi mắt như thế nào? Thứ nhất là các bạn cứ để ý là như thế này nhé. Các bạn cứ nhớ là những cái người mà mắt một mí. Cái người mà mắt một mí thì các bạn để ý, họ thường là những cái người mà rất có lý trí, rất có ý chí. Những cái người này thì họ thường là những cái người mà kiểu như là họ trầm tính, họ là những người sống nội tâm. Nhưng mà trong cái nội tâm của họ, họ là những cái người mà rất có ý chí, họ trầm tính. Những cái người này mà khi mà họ làm một cái gì, hay là họ suy nghĩ, họ quyết tâm làm một cái gì, thì họ, nói chung họ là những cái người mà làm tất cả những cái việc, họ đều có những cái trình tự, đều có những cái thứ tự mà họ lên kế hoạch, lên mục tiêu trước sau như nào rất rõ ràng. Cái người mắt một mí, kể cả là đàn ông hay là phụ nữ, các bạn nhớ. Họ thì trầm tính đấy, họ thì nội tâm, nhưng ngược lại rất có lý trí, cái ý chí của họ rất mạnh mẽ. Các bạn cứ để ý, những cái người mắt một mí thì các bạn cứ hay xem những cái phim của Hàn Quốc ấy, thì các bạn thấy đàn ông hay là phụ nữ và kiểu như là mắt một mí, các bạn thấy không, người ta làm cái gì thì nó làm phải công nhận. Làm là làm hết mình, làm là làm thật tâm, làm là theo đuổi những cái đam mê, theo đuổi những cái ước mơ đến cùng luôn. Kể cả là trong tình yêu, họ yêu ai là họ yêu đến cùng, họ yêu chân thành. Đấy, các bạn cứ để ý. Các bạn nhìn vào cái mắt một mí. Hơn nữa nhá, những cái người này nhá, những cái người mà mắt một mí, đôi khi trong cái công việc, trong sự nghiệp của họ, họ ít để những cái cảm xúc mà chi phối họ lắm.
Và đặc biệt nhá, các bạn cứ để ý nhá, ở những cái người mà kiểu như là có cái đôi mắt buồn bí nhá, cái người có đôi mắt buồn bí, họ trong cái công việc họ làm cái gì họ rất rạch ròi, rất phân minh, rất công tư, rất chính xác, không có thiên vị, đúng là đúng, sai là sai, trong cái công việc rất công bằng. Ừ, họ rất công bằng, rất phân minh, không có kể cả mình nói nhá, kể cả một đôi vợ chồng mà làm trong một cái công ty, hay là một đôi mà yêu nhau mà làm trong một cái công ty, nhưng vợ hay là chồng hay là người yêu như thế nào, làm đúng là đúng mà sai là sai, không bênh, rất rõ ràng, rất phân minh, rất rạch ròi. Đấy, có một cái điểm lạ nhỉ? Có cái điểm lạ là như vậy. Họ lại là như vậy. Các bạn cứ để ý những cái người mắt một mí. Hơn nữa nha, mình bây giờ mình nói các bạn nha, có những cái người nha mà mắt một mí nha, mà cái đôi mắt của người ta ấy mà là dài nhá, mắt dài này, rồi là mắt như mắt phượng này, các bạn để ý. Kiểu mắt phượng là các bạn biết rồi, gì mắt nó dẹt nhá, nó dài mà cái đuôi mắt ấy nó hất lên, nó vảnh lên, đấy là mắt phượng. Rồi cái ánh mắt của người ta ấy, nó có thần, nhìn cái ánh mắt người ta nó có thần, nhìn nó có một cái gì đó, nó phải nói có một cái gì rất là mạnh mẽ. Cái tướng mắt phượng là cái tướng mắt rất đẹp. Những cái người như thế này thì cái ý chí người ta vô cùng mạnh mẽ. Người ta thường là những người có tài, thường là những cái người thông minh. Ừ. Thường là những cái người mà rất dễ kiểu như là có được những cái quyền lực, có được những cái địa vị. Các bạn để ý, những cái người này thì ý chí người ta thì phải nói ý chí người ta rất mạnh. Mình nói các bạn là như này này, đàn ông hay là phụ nữ mà kiểu như là có cái tướng mắt phượng ấy, họ đều là những cái người có bản lĩnh hơn người. Đều là những cái người có bản lĩnh hơn người. Và họ cũng đều là những cái người mà phải nói họ là những người rất có kiến thức. Họ rất có kiến thức, rất hiểu biết, rất dễ thành công. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn cứ nhớ là như này nhé, những cái bạn nào ấy, cái bạn nào mà kiểu như là bạn có cái tướng mắt phượng ấy, thì bạn cũng nên kiểu như là cần khiêm tốn hơn. Khiêm tốn hơn một chút. Bởi vì đôi khi những cái người mà kiểu như là có cái đôi mắt phượng ấy, họ dễ là những cái người mà quá tự tin. Quá tự tin ấy, thì là tự cao. Mà khi mà tự cao ấy, rất dễ chủ quan. Mà khi chủ quan ấy, đương nhiên là sẽ thất bại. Đấy, thế nên các bạn nhé, các bạn nhớ nhé, những cái bạn nào ấy mà có cái đôi mắt phượng, mà có cái tướng mắt phượng ấy, ok, bạn là người nhiều, bạn là giàu ý chí, bạn là những cái người ấy sẽ thành công, bạn là người thông minh, bạn là người có kiến thức, bạn là người bản lĩnh, bạn là người mạnh mẽ, bạn là cái người quyết đoán, cái tướng bạn rất quý, bạn là cái người nói chung bạn rất dễ thành công. Nhưng tuy nhiên bạn hãy nhớ, khiêm tốn để làm sao? Để cái thành công nó được bền vững. Một cái nét tướng thứ hai, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn vào cái mũi. Nhìn vào cái mũi. Cái mũi. Thế cái mũi có cái gì? Cái mũi có cái gì? Kể cả là đàn ông hay là phụ nữ nha, bạn hãy nhớ nha, những cái người có ý chí mạnh mẽ, những cái người mà trung vận đổ ra, họ sẽ là những cái người rất giàu ấy. Cái mũi của họ, cái thứ nhất là dài. Cái mũi rất dài, các bạn cứ để ý. Thứ nhất là dài này, thẳng này. Hai cái cánh mũi của người ta này, nó nảy nở này. Các bạn nhớ đấy.
hai cái mũi nó nảy nở, mũi to nữa. Không thể thiếu cái, không thể thiếu cái yếu tố to được, cả nữ cả nam, các bạn nhớ, các bạn để ý. Những cái người mình nói nhá, cái quan trọng nhất nhá, các bạn nhớ nhá, cái quan trọng nhất là mũi dài và thẳng, ý chí rất mạnh mẽ. Những cái người này mình nói với các bạn là như thế này này, những cái người này họ luôn là những cái người độc lập, họ luôn là những cái người tự chủ, những cái người này họ là những người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Hơn nữa họ là những người rất thông minh, họ là những người lĩnh hội được nhiều kiến thức rất nhanh. Họ là cái người mạnh mẽ, họ cương quyết đấy, nhưng đôi khi họ lại là những cái người mà biết kiểu như là nhún nhường để làm sao kiểu mềm dẻo ấy, để đạt được những cái thành công. Họ không phải là cái người mà quá mạnh mẽ đến cái mức mà kiểu như là ngoan cố, không phải là mạnh mẽ đến cái mức mà cố chấp hay là bảo thủ hay là như thế này thế kia để mà hỏng việc. Các bạn nhớ, họ gần như là họ biết tiến biết lùi, cái ý chí của họ mạnh lắm, họ phấn đấu nhé. Mình nói với các bạn nhé, kể cả những cái người này họ thường là những cái người mà kiểu như là họ tay trắng, họ làm nên đấy, họ đứng lên bằng chính cái đôi chân của họ đấy, rất độc lập, rất mạnh mẽ. Các bạn cứ nhớ đấy, các bạn cứ để ý. Những cái người mà có cái mũi dài nó to, hai cánh mũi nảy nở dài thẳng, các bạn cứ nhớ đấy, kể cả là đàn ông hay là phụ nữ, thì những cái người này họ thường là những cái người như vậy. Mà bây giờ như mình nói các bạn nhé, ok, cái người có ý chí mạnh mẽ thì làm cái gì, bạn theo đuổi cái gì thì bạn làm được đến cùng, đúng không? Đấy là những cái người có ý chí mạnh mẽ. Bạn muốn làm cái gì, bạn muốn có sự nghiệp hay muốn có cái gì, hay là muốn có tiền, muốn có tài chính, muốn có kinh tế. Nói chung là phần lớn bây giờ mình nói chia sẻ chung là những cái người cực giàu thì chắc chắn họ phải là những người theo đuổi cái mục tiêu, mục đích của họ ấy, nó vẫn dẫn đến là kiếm tiền, đúng không? Kể cả là một cái ngành nghề, một cái lĩnh vực gì của họ, họ giỏi thì nó cuối cùng nó cũng đi đến cái việc là kiếm tiền. Thế nên mình mới nói với các bạn là như thế này này, những cái người mà có cái tướng mũi vừa thẳng nhá, vừa thẳng, hai cánh mũi nảy nở, vừa dài, mũi to, họ là những cái người mà rất có những cái khát vọng, có những cái khát khao để mà làm giàu ấy. Họ có cái ý chí để mà làm giàu ấy. Các bạn cứ để ý, các bạn cứ để ý những cái người này nhá, cho dù như họ có phải là chăm chỉ, có phải nỗ lực như thế nào để mà đạt được cái mục tiêu của họ, họ ok hết, không hề nao núng. Cái khát vọng của họ nó lớn, cái ý chí của họ nó lớn lắm. Tuy nhiên thì cái điều mà mình muốn nói ở đây nó là như thế này này. Họ, các bạn thừa biết là như thế này, để mà nói về cái chuyện mà làm giàu ấy. Làm giàu ấy thì nó là rộng lớn lắm, nó nhiều cái, nó rộng lớn lắm. Nó còn là một cái người ta gọi là cái kiểu như là cái tầm nhìn nữa, đúng không? Cái môi trường để bạn phát triển, cái môi trường để bạn làm giàu, hay là có những cái khả năng mà để các bạn nhìn ra những cái rủi ro, hay là nhìn ra những cái cơ hội nữa, đúng không? Hay là cái may mắn, hay là cái duyên số, hay là cái phúc, cái lộc nữa. Các bạn cứ để ý, để mà giàu nó còn nhiều, nó dựa rất nhiều những yếu tố, đúng không? Tuy nhiên thì những cái người mà có cái mũi dài to thẳng, hai cánh mũi nảy nở, các bạn nhớ, ở họ ấy, họ rất thông minh và họ thường là những người rất thành công. Cái ý chí của họ ấy, cái nỗ lực của họ ấy, cái kiên nhẫn của họ ấy, họ thường là những cái người ấy, cái tuổi trung niên đổ ra, các bạn để ý,
trung niên đổ ra, họ rất nhiều tiền, họ thành công ấy. Lĩnh vực gì họ cũng thành công, mà đặc biệt là rất nhiều tiền, cái số rất giàu. Đấy, các bạn cứ để ý, mũi dài, to, hai cánh mũi nảy nở, các bạn để ý. Tuy nhiên là những cái người có cái mũi như thế này thì cũng có một cái điểm yếu, có một cái điểm yếu là như thế này. Những cái người này thì đôi khi họ quá cẩn thận, đôi khi cũng quá cẩn thận, đôi khi làm cái gì thì cũng quá cẩn thận, mà hay kiểu như là phân vân ý. Kiểu hay sợ, có cái gì đó nó hay sợ. Nhưng mà bù lại họ sẽ là những cái người thành công. Mình nói với các bạn là như thế này này. Các bạn hiểu, các bạn thừa biết một cái điều là như thế này này. Để mà làm giàu ấy, ai muốn làm giàu nhưng mà không phải ai cũng làm giàu được. Ai muốn làm giàu, ai chẳng muốn giàu. Cái quan trọng là có làm được hay không, làm như thế nào. Làm như thế nào, làm cái gì, làm như thế nào. Các bạn thấy là những cái người mà người ta là những cái người mà người ta giàu ấy, người ta làm giàu giỏi ấy, người ta là những cái người hay thành công trong trong cái lĩnh vực mà kiểu như là kinh tế ấy. Các bạn thấy là họ là những người rất thông minh trong trong những cái kiểu như là họ đầu tư, họ rất biết cách đầu tư rất thông minh. Những cái người đó họ là những người nhá, họ có kiến thức về tài chính rất rõ, hơn nữa họ có một cái trực giác. Họ có một cái gì rất nhạy cảm, rất trực giác. Họ biết chỗ nào là cái chỗ mà may mắn, chỗ nào là cái chỗ mà rủi ro. Họ biết cái chỗ nào là tiềm năng, cái chỗ nào là chỗ tiềm năng, cái chỗ nào là những cái chỗ mà sắp kiểu như là hết thời rồi. Họ biết. Họ rất thông minh. Nói chung là rất giỏi. Hơn nữa ấy, những cái người mình nói để mà những cái người mà để mà phát triển, để mà giàu có, để mà làm giàu thế này thế kia ấy, họ cũng là những người hết sức là biết sáng tạo. Cái người này họ nhìn thấy đâu họ cũng kiểu như là họ cũng ra những cái ý tưởng, nhìn thấy đâu cũng ra cái cơ hội để mà kiếm tiền, nhìn thấy đâu thế. Thế nên để mà nói về làm giàu nó nhiều cái lắm. Mình nói các bạn là như thế này này, những cái người làm giàu ấy, ok, đơn giản thì rất đơn giản, nhưng mà khó thì cũng rất khó. Nếu mà đơn giản ấy, thì có những cái người ấy, họ chỉ cần có một cái năng khiếu gì thôi. Ví dụ nhé, ví dụ bạn là cái người mà có cái năng khiếu mà nấu ăn, bạn nấu ăn giỏi, đúng không? Bạn chỉ cần là bạn là cái người mà kinh doanh, bạn là biết làm cái món phở này, bạn chỉ chuyên về phở thôi, bạn bán phở, bạn làm phở, bạn cũng là cái người rất rất có cái rất giàu rồi. Nếu như cái quán phở của bạn nó ngon, nó đông khách, bạn là cái người rất giàu rồi. Bún cũng vậy, miễn vậy, bún chả cũng vậy, bánh mì cũng vậy, bạn làm cái gì liên quan đến cái ăn uống, đúng không? Bạn là cái người sẽ là cái người mà rất rất giàu rồi, đúng không? Đấy là những cái gì mà ở những cái tiềm năng, những cái năng khiếu, cái sở trường của bạn có. Còn không ấy, nếu như bạn là cái người mà kinh doanh, bạn là những cái người mà đầu tư này đầu tư nọ ấy, thì bạn lại cần phải có những cái sự mà kiểu nhanh nhạy, đúng không? Bạn lại còn phải là những cái người mà bạn lại giỏi ngoại giao nữa chứ, bạn giỏi kết nối nữa chứ. Bạn luôn phải là những cái người mà luôn kết nối với những cái người mà người ta tài năng, người ta tài giỏi, người ta hiểu, người ta biết, để bạn còn biết được những cái thông tin, đúng không? Biết cái này cái kia chứ. Thế nên những cái người mình nói ok, kiếm tiền để mà giàu, để mà giỏi, nó rất là nhiều kiểu. Nhưng mà nó có một cái điểm chung. Các bạn nhớ, nó vẫn có một cái điểm chung. Cái điểm chung là gì? Cái điểm chung ý là các bạn phải là cái người mà hết sức, các bạn là cái người mà chăm chỉ. Các bạn phải là cái người chăm chỉ, các bạn phải là cái người mà nỗ lực.
Các bạn phải là những cái người mà kiên nhẫn, kiên trì. Các bạn phải là những cái người mà bền bỉ. Nó có cái điểm chung là như vậy. Còn mình nói các bạn có giỏi bằng rời, các bạn có thông minh như thế này thế kia, nhưng các bạn ấy, các bạn không kiên nhẫn, không kiên trì, không làm được cái gì đâu. Không làm được cái gì, không kiên nhẫn, không kiên trì, không giàu được đâu. Không bền bỉ, không giàu được đâu. Nó là một cái gì, nó phải là một cái yếu tố mà nó phải liên tục, nó duy trì, nó lâu dài cơ. Buộc các bạn phải là những cái người mà bạn phải duy trì được cái lửa ở trong người cơ. Duy trì được những cái năng lượng tích cực. Bạn phải luôn có được những cái động lực. Mình nói các bạn nhé, cái ý chí, ok, các bạn là những người có ý chí làm giàu, đúng không? Các bạn lên mục tiêu, lên kế hoạch, các bạn là những cái người mà luôn nung nấu. Nhưng mà mình nói các bạn nhé, các bạn mà có ý chí không ý, không bao giờ bền được. Bởi vì sao? Bởi vì cái hôm nay bạn khỏe, sức khỏe bạn tốt, năng lượng bạn nhiều, ok, thì không sao. Hôm nay bạn có những cái, người ta gọi là những cái niềm vui, có những cái sự kiện này, sự kiện kia, hay là có những cái này, cái kia mang đến cho bạn cảm thấy bạn vui, thì ok. Thế một hôm nào đó bạn mệt, cái năng lượng của bạn nó bị tụt xuống, rồi bạn gặp những cái chuyện này chuyện kia khó chịu, gây đau đầu, gây căng thẳng, thì bạn làm thế nào? Liệu bạn có duy trì được tiếp không? Bạn có duy trì được cái năng lượng tích cực của mình không? Duy trì được cái lửa của mình không? Thế những cái lúc như thế thì bạn cần cái gì? Bạn cần cái gì? Bạn cần cái động lực. Bạn phải cần cái động lực. Cái động lực là rất quan trọng. Bạn cứ nhớ đấy, cái động lực rất quan trọng. Ý chí nó là quan trọng rồi, nhưng nó sẽ không đủ. Các bạn nhớ, bạn có ý chí kiểu gì kiểu, nhưng bạn không có động lực, bạn mất đi cái động lực ấy, thì dần dần bạn cũng bỏ cuộc. Sớm muộn bạn cũng bỏ cuộc, cho dù bạn là cái người có ý chí. Thế bạn cần cái động lực. Thế cái động lực nó là cái gì? Mình nói với các bạn nhé, cái con người của chúng ta ấy, làm cái gì đều cần phải có cái động lực hết. Bạn không có động lực, không bao giờ bạn muốn làm cái gì. Bạn cứ nhớ đấy, cái động lực nó rất đơn giản là như thế này thôi này. Nó rất đơn giản là như thế này nhá. Bây giờ mình nêu ra một cái ví dụ là như thế này. Bình thường bạn chưa có bạn gái, chưa có bạn trai, chưa có cái đối tượng mà để bạn để ý, đúng không? Chưa có cái người mà khiến cho bạn để ý. Nhưng bỗng dưng có một cái người nào đó rất tình cờ xuất hiện, khiến bạn để ý, khiến bạn muốn làm quen, đúng không? Và bạn cảm thấy ở người ta có một cái gì đó, nó cũng kiểu như là nó hợp với mình ấy. Bạn thích, bạn cảm giác thấy thế, đúng không? Thì tự dưng bình thường thì bạn ăn mặc rất bình thường, bạn không để ý đến ngoại hình của mình, không để ý một cái gì. Nhưng cái lúc đó ấy, thì tự dưng bạn trở nên, bạn có một cái động lực mà, thì bạn trở nên là bạn để ý ăn mặc, quần áo chỉnh trang, cái vẻ bề ngoài thế này thế kia, ngắm vuốt, đúng không? Đấy là cái động lực đấy, còn gì nữa. Chứ bình thường bạn đâu có thế đâu. Bình thường thì bạn cứ úi xùi, bạn cứ xuề xòa. Nhưng mà có cái đối tượng mà kiểu như là có người yêu hay là như thế nào, người yêu mới, cái người mới quen, hay là cái người mà chuẩn bị làm quen, tự dưng các bạn khác hẳn luôn. Cái đấy là cái động lực còn gì nữa. Bạn thấy là cái động lực đó khiến cho bạn làm mọi thứ, bạn chỉnh trang lại cái vẻ bên ngoài của bạn ấy, nó một cách nó rất tự nhiên, rất thoải mái, mà các bạn không hề thấy mệt, đúng không? Các bạn không hề thấy mệt. Hay là mình nói một cái ví dụ đơn giản nữa là như thế này. Một cái người ca sĩ mà lên sân khấu hát, có khán giả ngồi dưới lắng nghe và vỗ tay, các bạn để ý đi, người ta hát như thế nào? Người ta hát hết mình luôn ý. Người ta hát cháy hết mình luôn ý. Cái cảm xúc giặt rào luôn ý. Hát rất sung luôn ý. Các bạn để ý, có lửa ý. Hát nhiệt tình luôn ý. Đúng không? Các bạn để ý đi,
Động lực là cái gì? Khán giả đấy. Khán giả là động lực đấy. Chứ bình thường bây giờ, bình thường cho người ta ở nhà một mình, người ta lấy cái mic ra, người ta mở karaoke lên, người ta hát. Ok. Hay có hay. Nhưng mà cái động lực ấy, nó không nhiều. Làm sao mà nó được cháy hết mình được, làm sao được mãnh liệt được. Đúng không? Các bạn để ý đi. Thế nên ý, mình mới nói với các bạn ý, đấy là mình đưa ra những cái ví dụ như vậy. Đưa ra những cái ví dụ như vậy để các bạn dễ hình dung. Thế nên ý, để mà duy trì được cái ý chí, chúng ta cần phải có động lực. Cần phải có cái động lực. Cái động lực là các bạn có thể các bạn tự tạo ra được. Nhá, các bạn có thể các bạn tự tạo ra được. Ví dụ hôm nào các bạn cảm thấy như là cái năng lượng của mình nó kém xuống, nó trùng xuống, nó thế này thế kia ấy. Ok, các bạn hãy tự nhủ lại bản thân mình. Tự nhủ lại những cái mục tiêu, mục đích của mình và các bạn nghĩ đến những cái thành công. Nó sẽ đến khi mình vượt qua được cái khó khăn, vượt qua được những cái kiểu như là mệt mỏi, cái chán trường, đúng không? Các bạn tự tạo cho mình cái động lực. Và các bạn nhớ là thế này, cái người ấy, cái người bỏ cuộc thì rất nhiều, cái người mà mất động lực rất nhiều, cái người ý chí bạc nhược rất nhiều. Nhưng mà cái người thành công ý, là những cái người ý, họ luôn vượt qua, luôn đứng lên, không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ nản. Hơn nhau ở cái chỗ đó đấy. Bạn tự tạo cho mình cái động lực. Nói chung tự tạo ý, thì ở trong suy nghĩ của các bạn ý, mỗi người có một cái suy nghĩ. Mỗi người có một cái cảm hứng, các bạn cứ suy nghĩ làm sao mà có cái cảm hứng nào mà nó tốt nhất, các bạn tự tạo cho mình, thì các bạn sẽ duy trì được cái ý chí. Các bạn có ý chí thì các bạn sẽ thành công, đại loại là như vậy. Đấy, thế bây giờ quay trở lại là bạn nào, dù là nam hay nữ, bạn nào mà bạn có cái mũi của bạn ấy nó dài nhá, cái mũi dài thẳng, hai cánh mũi nảy nở, mũi to mà dài, các bạn nhớ nhá, các bạn đều là những cái người độc lập, các bạn đều là những cái người tự tin, các bạn đều là những người mạnh mẽ, các bạn đều là những cái người thông minh. Cái tinh thần cầu tiến của các bạn rất lớn, cái ý chí của các bạn ấy Nó rất mạnh mẽ. Các bạn ấy là những người rất hào phóng, rất kiểu như là các bạn hào sảng, hào phóng, mà các bạn hay thích giúp đỡ người khác ấy. Các bạn sống phóng khoáng lắm. Và các bạn là những người sẽ thành công. Các bạn sẽ là những người rất giàu. Ở cái độ tuổi trung niên đở ra, các bạn sẽ là cái người rất giàu. Các bạn cứ nhớ, các bạn cứ để ý một cái điều là như vậy. Một cái nét tướng nữa, các bạn nhìn vào cái cằm. Các bạn nhìn vào cái cằm. Thế cái cằm của cái người mà có ý chí mạnh ấy, các bạn nhìn vào chỗ nào, cái chỗ nào để các bạn biết đây là cái người có ý chí mạnh. Cái thứ nhất, họ thường là những người có cái cằm dài nhưng lại phải đầy đặn. Các bạn nhớ đấy, cái người cằm dài nhưng phải đầy đặn. Mình nói với các bạn là như thế này nhé. Những cái người mà có cái cằm dài mà đầy đặn ấy, họ thường là những cái người rất khéo léo trong những cái vấn đề mà cư xử, đối nhân xử thế khéo léo lắm. Rất khéo, các bạn để ý. Những cái người này thì họ thường là những người rất chân tình, họ là những cái người mà rất biết quan tâm đến người khác. Các bạn cứ nhớ đấy. Cầm dài và đầy đặn.
ứng xử khéo lắm. Khéo là khéo thật, quan tâm là quan tâm thật. Sống là kiểu như là chân tình, sống là kiểu như là biết hy sinh, biết cho đi. Các bạn cứ nhớ đấy, kể cả là đàn ông hay là phụ nữ, kể cả là đàn ông hay là phụ nữ, ở những cái người này nhá, mình nói nhá, những cái người này thì họ thường là những cái người mà kiểu như là họ nhiều người yêu quý lắm. Họ nhiều người yêu quý lắm. Các bạn cứ sống với người nào thì các bạn sống, nhưng mà sống với những cái người mà có cái cằm ấy nó dài, nó đầy đặn. Mình nói kể cả là có thể là chưa dài, cái dài ở đây thì nó nói thêm đây là cái người mà rất ý chí thôi. Còn kể cả là những cái người có cái cằm mà cứ cằm đầy đặn, các bạn thấy các bạn cứ sống bên người ta, ở bên cạnh người ta ấy, các bạn thấy là họ đều là những cái người sống ấy, họ toàn cho đi thôi, không bao giờ họ để bạn thiệt thòi đâu, không bao giờ. Các bạn cứ nhớ, không bao giờ họ lợi dụng người này người kia, không bao giờ lợi dụng người khác, cứ xử rất khéo léo tử tế. Cái lời ăn tiếng nói, những cái người này, cái lời ăn tiếng nói của người ta ấy, nó nhẹ nhàng, nó ôn tồn, nó nhẹ nhàng lắm, nó không gắt gỏng, nó không thế này, nó không điêu ngoa, nó không đánh đá, nó không dữ dội, nó không thế này thế kia. Nhưng mà họ là những người, nói chung cái lời ăn tiếng nói của họ ấy, rất ôn tồn, nhẹ nhàng, lúc nào nhẹ nhàng, nhưng cái nhẹ nhàng của họ ấy, nó lại có một cái gì đó, nó có một cái sức mạnh, trọng lượng. Lời ăn tiếng nói của họ nó có trọng lượng. Họ sống chu đáo lắm, họ biết quan tâm người này người kia lắm. Và những cái người nhá, mình nói nhá, những cái người có cái cằm dài mà tròn ấy, họ có ý chí rất mạnh mẽ. Bạn phải nhớ đấy, cái người này thì mạnh mẽ lắm, cái ý chí người ta mạnh mẽ lắm, người ta vững vàng lắm. Người này thì thông minh, người này thì làm cái gì, nhất là kinh doanh hay là như nào, buôn bán hay bất cứ làm một cái gì, họ đều là những người hay gặp may mắn, nhiều phúc, nhiều phúc, nhiều phúc, nhiều lộc, may mắn lắm, hay gặp may mắn lắm, rất thông minh, cằm dài, đầy đặn. Mình nói các bạn nhé, các bạn cứ để ý một cái điều là như này nhé, những cái người mà cái cằm ấy mà người ta kiểu như là nó không vững ấy, nhìn nó kiểu như là nó hẹp, rồi nó mỏng manh, nó không vững. Các bạn cứ thấy là họ làm bất cứ một cái gì nhá, các bạn không tin tưởng được đâu. Nhất là giao những cái việc mà nó quan trọng, giao những cái việc mà nó khó khó một tí, hay giao những cái việc mà lớn lớn lao một tí, hay là người ta nói nôm na là trọng trách, các bạn không thể tin tưởng được. Họ không hoàn thành được ý. Không thành công, không hoàn thành được. Các bạn biết vì sao không? Các bạn biết vì sao không? Vì ở họ ấy, nó thiếu đi cái độ lì. Nó thiếu đi cái độ lì, thiếu đi cái vững vàng, thiếu đi cái độ chắc chắn, thiếu đi cái niềm tin. Thiếu. Thế nên ý, cứ khó khăn một tí, rồi cứ kiểu như là nói chung là áp lực một tí, khó khăn, áp lực một tí, là họ bỏ cuộc, không làm được, không dám làm. Nhưng mà những cái người, mình nói những cái người mà có cái cằm ấy, cằm mà đầy đặn nhá, nó vững vàng nhá, các bạn để ý nhá, khó gì, càng khó càng thích. Thất bại gì, càng thất bại càng thích. Càng có cái, người ta gọi là thất bại là mẹ của thành công mà. Có ai thành công mà cứ suôn sẻ đâu. Cái người thành công là bao giờ cái phần lớn là người ta rút cái kinh nghiệm từ những cái thất bại, người ta mới có được những cái bài học, mới có được những cái kinh nghiệm. Những cái kinh nghiệm đó ấy, chỉ mình bạn biết thôi, bạn cứ để ý đi. Cái thành công ở trong những cái thất bại ấy, chỉ mình bạn trải qua và bạn thấu hiểu được. Còn cái người mà người ta không dám thất bại, người ta làm sao người ta thành công được. Các bạn thì cứ thích an toàn, các bạn cứ sống trong cái vỏ bọc an toàn, nó quen rồi, sao các bạn thành công được. Các bạn cứ để ý tất cả những cái người mà người ta thành công ấy, có cái gì, có cái thất bại gì, nó cay đắng gì mà người ta chưa trải qua đâu. Người ta trải qua hết đấy.
nhiều bạn, các bạn cứ gặp dăm ba cái thất bại lẻ tẻ, các bạn đã kêu rơi đấy, thì các bạn kêu như là gì, các bạn cứ cho rằng là mình khổ lắm rồi thế này thế kia, các bạn đã thất bại đâu. Các bạn phải nhớ khi nào mà các bạn gặp những cái người nào mà là những cái người mà người ta thành công ý, mà các bạn nói chuyện mà người ta chia sẻ được cho các bạn ấy về những cái thất bại của người ta trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời ý, và những cái ý chí người ta vươn lên ấy, các bạn sẽ đi phục liền. Ừ, các bạn thấy nể liền ý. Mà cần gì mà gặp ai mà bạn mua sách bạn đọc, sách của các vĩ nhân các bạn đọc. Các bạn đọc những cái cuốn sách của vĩ nhân ý, ý, xem họ như thế nào. Các bạn nên nhớ là thế này này. Cái người càng thất bại càng là cái người thành công, càng là những cái người mà chinh phục được những cái mục tiêu mới, những cái tầng cao mới. Các bạn cứ nhớ đấy. Các bạn cứ nhớ đấy. Còn cái người ấy, cái người mà không thất bại ấy, cái người ấy, đừng có người nào mà vỗ ngực, đừng có người nào mà khoe là ta đây là cái người mà cái cuộc sống của ta nó bình an, nó yên ổn, nó bằng phẳng, nó êm đềm, không có đâu. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Bây giờ bạn muốn bằng phẳng, bạn muốn êm đềm, đúng không? Đánh đổi mà đâu có được cái gì. Ok, cuộc sống của bạn yên ổn, đúng không? Không tranh giành, không phải cố gắng, không có mục tiêu, mục đích này nọ. Ok, bạn chả được cái gì. Suy cho cùng bạn chả được cái gì. Là một cái con người mà chỉ ăn mới ngủ, ăn mới hít thở. Để làm gì? Để làm gì? Phí không? Cái cuộc đời nó phí không? Phí quá gì đấy. Các bạn để ý đi. Cuộc đời là nó phải sống và làm việc, tạo ra thu nhập mới có được những thứ mình muốn, những thứ mình ước mơ. Các bạn cứ để ý đi. Đấy là hạnh phúc chứ. Bạn cần cái gì là bạn có là hạnh phúc chứ. Mà kể cả bạn muốn làm người tốt, bạn cũng phải có tiền, bạn cũng phải có kinh tế. Bạn càng nhiều tiền mà bạn tốt thì bạn càng làm được nhiều việc tốt, càng làm được nhiều việc thiện. Bây giờ mình hỏi các bạn nhé, các bạn bảo các bạn biết đủ, các bạn không cần cái gì, không cần tiền, không cần thế này thế kia, các bạn biết đủ, đỡ đau đầu, đỡ tranh giành, đúng không? Thế này thế kia, ok. Thế bây giờ bạn ốm, bạn đau, bệnh tật. Bây giờ bạn đau cái răng đi, bạn không có tiền để bạn đi làm răng, bạn đi sửa cái răng, bạn làm cho nó hết đau. Thế bạn làm thế nào? Đi xin à? Ừ? Bạn đi xin à? Thế bạn làm thế nào? Bạn sống chung với bệnh, sống chung với cả đau. Ừ. Hay là bây giờ mình hỏi bạn là thế này, những cái người thân, người thương, người người thân của bạn trong gia đình ốm đau bệnh tật thế này thế kia, thế bạn làm nào? Không có tiền thì làm nào? Làm thế nào? Sống chung với bệnh à? Hay là nhìn thấy những người thân của mình chết dần chết mòn trong bệnh tật, trong khi nếu như bạn là cái người chăm chỉ, bạn làm ra tiền, bạn kiếm được kinh tế, bạn làm ra tiền thì bạn dùng tiền để bạn chữa bệnh, bạn sống nó đỡ phải sống chung với bệnh không? Đúng không? Đơn giản là như vậy thôi. Đúng không nào? Mà người ta nói rồi, có thực mới vực được đạo. Bạn đừng có nói cái chuyện mà bạn ngồi yên một chỗ mà cái bụng bạn nó đói, đừng có ngồi, bạn đừng có nói. Có thực mới vực được đạo. Bạn có đạo đức kiểu gì đi chăng nữa, nhưng bạn đang chết đói đến nơi rồi thì bạn làm thế nào? Bạn làm thế nào? Bạn làm thế nào? Đúng không? Bạn cứ để ý đi. Người ta nói rồi, bần cùng thì sinh đạo tặc. Bất cứ ai thế thôi. Thế nên ý, cái gì thì cái, chúng ta là sinh ra là con người. Có làm thì có hưởng. Muốn có cái này thì mình phải bỏ ra cái này. Mình phải chịu khó, mình phải lao động, mình phải chăm chỉ, mình phải chịu khó, mình kiếm tiền, đúng không? Mình phải kiếm tiền chứ.
mà bản thân các bạn ý, các bạn có yêu đất nước thì các bạn cũng phải là những cái người kiếm thật nhiều tiền. Dân giàu thì nước mạnh. Dân giàu thì nước mạnh. Bây giờ các bạn muốn có ăn thì các bạn phải làm. Bây giờ các bạn không làm mà các bạn muốn có ăn ý, thì ai làm, ai lao động cho các bạn? Các bạn đúng không nào? Bây giờ các bạn muốn có ăn mà các bạn không làm thì ai làm cho các bạn? Thì rõ ràng ý, bạn muốn có ăn mà bạn không làm thì rõ ràng là bạn ăn của người khác, người khác làm cho bạn, đúng không? Nhất là mình đang nói những cái bạn nào mà bạn hay kiểu như là lười biếng ý, bạn hay là cái người mà ỷ lại ý, bạn không làm được cái gì, bạn không đóng góp gì để cho xã hội, không làm một cái gì mà bạn cứ ỷ lại. Đôi khi bạn lại còn là những cái người mà kiểu như là lười biếng, rồi bạn cứ tìm những cái cách mà bạn đi, bạn kiếm những cái đồng tiền bất chính, rình rình, có cái cơ hội là bạn làm những cái ăn trộm ăn cắp, hay là bạn lừa đảo thế này thế kia, làm những cái việc mà vi phạm pháp luật ấy. Đây là mình đang muốn nói với những cái bạn lười biếng ấy, đúng không? Nói gì thì nói, phải làm việc, phải chăm chỉ, phải lao động, phải kiếm tiền, phải kiếm tiền, kiếm càng nhiều càng tốt, nhưng mà kiếm ý, bằng đúng cái công sức mình bỏ ra, bằng công sức, bằng trí tuệ, bằng chất xám của mình, bạn kiếm càng nhiều càng tốt, kiếm càng nhiều càng tốt, bằng đúng, bằng đúng bản thân mình. Chứ còn bạn mà kiếm tiền ý mà không phải bằng sức lực của mình ý, bạn bỏ ra 5 mà bạn muốn kiếm được 10 ý, hoặc bạn bỏ ra 1 bạn muốn kiếm 100 ý, thì bạn kiểu gì đấy người ta gọi là tham. Cái tham đó là cái tham mà không được tham như thế. Cái tham đó là cái tham mà bạn kiểu gì bạn vi phạm pháp luật. Còn bạn mà bỏ ra cái gì, bạn công sức, bạn công hiến, bạn làm, bạn lao động, bạn thu lại, bạn kiếm được tiền, bạn cứ làm chứ, ai cấm bạn? Cái điều đó là cái điều mà xã hội người ta cổ vũ, người ta hoan nghênh bạn chứ. Ừ, thế tại sao bạn không làm? Bạn có đủ tay, đủ chân, đủ sức khỏe, tại sao bạn lười, tại sao bạn không làm? Bạn sợ cái gì? Bạn sợ bon chen với đời à? Bạn sợ cái gì? Phải làm, phải kiếm tiền. Đấy, nói đơn giản nôm na là như vậy. Nôm na là như vậy. Quay trở lại là những cái bạn nào mà bạn là những cái người mà có cái cằm tròn ý, mà dài ý, nhá, cằm của bạn đầy đặn ý, các bạn là những cái người ý, ok, các bạn là những cái người, các bạn càng về trung vận hậu vận, các bạn càng là những cái người đầy đủ sung túc, các bạn là những cái người có ý chí mạnh mẽ, các bạn là những cái, bạn là những cái người mà chân thành, các bạn ý, là những người thông minh, các bạn là những cái người đối nhân xử thế rất tốt, ứng xử với mọi người rất tốt, rất có trước có sau. Còn nhớ bạn nào nhé, mà cái phần cằm, cái phần địa cát của bạn ấy, nhất là hai cái phần mà kiểu như là tay cốt đây này, cái xương quai hàm đây này, các bạn để ý nhá, nếu như mà bệnh, nó bệnh ra ấy, nhìn nó bệnh ra ấy, nó bệnh ra nhiều ý, thì các bạn nhớ này này, những cái bạn như thế này ý, ok, những cái bạn như thế này ý, thì cái ý chí của bạn ấy nó cũng rất mạnh, phải nói nó cũng rất là mạnh mẽ. Nhưng các bạn dễ là những cái người ý, các bạn dễ là những cái người độc đoán, dễ là những cái người mà ngang ngược, ngang tàng. Ừ, phần dưới, cái phần địa cát của bạn ý, phần cằm ý, xương quay hàm ý, nó bệnh ra, nhìn nó bệnh ra, nhìn đằng sau người ta nhìn người ta cũng thấy đấy, cái đằng trước nhìn nó đã bệnh ra rồi, đúng không? Mà người ta nhìn từ đằng sau mà người ta vẫn nhìn thấy hai cái bên xương quay hàm của bạn nó bệnh ra, thì những cái bạn này, bạn là cái người mà kiểu như là bạn làm cái gì bạn cố chấp, bạn bất chấp, ngang ngược. Ừ, bạn cũng là những người mà khi bạn làm bạn độc đoán, bạn lạnh lùng lắm. Bạn thường là những người mà trông thế thôi, nhưng mà cho dù là các bạn là những người có cái ý chí mạnh ý, nhưng các bạn cũng là cái người mà khó thành công. Các bạn gần như các bạn không được người ta ủng hộ, không được người khác ủng hộ. Bởi vì bạn thiếu cái gì? Bạn thiếu cái mềm mỏng. Bạn thiếu cái uyển chuyển, thiếu cái mềm mỏng, thiếu cái biết người biết ta.
Mình nói nhé các bạn nhé, thế nên cái gì nó quá nó cũng không phải là tốt đâu. Các bạn đừng có nghĩ là các bạn là những cái người mà ý chí nhiều. Ý chí nhiều ấy, biết tiến thì phải biết lùi thì nó mới tốt được. Thế nên bạn nào ấy mà có những cái hàm phía dưới cái cầm cái phần tay cốt ấy, quay xương quay hàm các bạn mà nó mà kiểu bệnh ra nhiều ấy, các bạn hãy chú ý. Các bạn hãy chú ý, các bạn làm cái gì các bạn có một cái điểm dừng thôi, đừng có quá, đừng có độc đoán quá, đừng có mạnh mẽ quá, đừng có làm một cái gì nó quá đáng quá, kiểu là như vậy. Đừng có tham lam quá, đừng có bảo thủ quá, đừng có độc đoán, thế thôi. Còn một cái nét tướng nữa này, cái nét tướng này là cái nét tướng ấy bạn rất dễ xem. Rất dễ xem. Bây giờ nhá, bạn giờ cái đầu ngón tay của bạn lên, bạn mà đang ngồi xem cùng vợ hay là cùng chồng ấy, thì bạn giờ cái bàn tay của vợ hay chồng của mình lên, hay bạn đang ngồi xem cùng người yêu hay là bạn gái bạn trai, bạn giờ cái ngón tay lên, giờ cái bàn tay lên, bạn xem cái đầu ngón tay, xem đầu ngón tay của người thân của các bạn ấy nó là hình gì. Mình nói với các bạn nhé, trong cái tướng ấy mà đầu ngón tay ấy nó có bốn cái hình là như thế này này: hình vuông, hình tròn, hình nhọn và cái hình xẻng. Cái đầu ngón tay ấy, cái đầu ngón tay, bạn xem cái đầu ngón tay của bạn nó là hình gì. Thì mình nói là như này nhé, cả nam cả nữ nhé, mình nói là như này này: nếu như bạn nào có cái đầu ngón tay nó là hình vuông, bạn là cái người có cái ý chí mạnh mẽ. Và những cái bạn này thường ấy, trung niên đổ ra, các bạn là những người rất thành công. Các bạn cứ để ý. Cái đầu ngón tay các bạn là hình vuông. Đấy, các bạn để ý nhá, cái đầu ngón tay là hình vuông. Mình nói nhá, những cái bạn nhá, những cái bạn nào mà có cái đầu ngón tay hình vuông, các bạn thường là những cái người mà các bạn có ý chí mạnh mẽ lắm. Các bạn làm cái gì bạn rất nguyên tắc. Bạn làm cái gì bạn rất có nguyên tắc, rất có kỷ luật. Cái đầu ngón tay hình vuông ấy, các bạn sống, các bạn thiên về những cái lý tính, lý trí. Các bạn không để những cái cảm xúc mà nó xen lẫn mình đâu. Các bạn làm cái gì các bạn đều có cái nguyên tắc. Các bạn đề ra cái nguyên tắc gì là các bạn thực hiện đúng như vậy. Các bạn cũng là những cái người rất có trách nhiệm đấy. Các bạn thường là những cái người mà kiểu như là người ta gọi là cái người mà đáng tin cậy. Những cái người mà có cái đầu ngón tay vuông ấy, phải nói họ làm cái gì họ nghiêm túc cực kỳ luôn, không bao giờ bông đùa, không bao giờ kiểu như là làm cái gì mà kiểu như là theo cái cảm tính hay là như thế này thế kia, không. Họ làm cái gì họ rất là kỹ càng nhá, họ làm cái gì họ rất là cẩn thận, rất biết tính toán, rất kỹ càng, rất có chừng mực. Các bạn cứ để ý, những cái người này họ làm những cái gì rất có chừng mực. Nói chung không bao giờ họ làm một cái gì mà nó kiểu như là nó bừa, nó ẩu, hay là nó để ra những cái sai sót thế này thế kia, không. Cả nữ cả nam, cái đầu ngón tay là đầu ngón tay vuông. Đầu ngón tay của bạn ấy nó là vuông, nó là hình vuông. Các bạn cứ để ý đi.
Nói chung ấy là những cái bạn ấy, những cái bạn mà có cái đầu ngón tay là hình vuông ấy, những bạn này bạn luôn là những cái người mà có kỷ luật. Các bạn, những cái bạn này bạn luôn là những cái người mà sống kiểu như là có nguyên tắc. Những cái bạn này bạn làm cái gì rất là vững vàng, rất chắc chắn, cẩn thận, thế này thế kia. Cái người mà có cái ngón tay vuông ấy thì các bạn chú ý một chút là như thế này thôi này. Nghĩa là các bạn đôi khi các bạn là những cái người mà kiểu nguyên tắc và cẩn thận quá ấy, đôi khi nó dẫn đến cái người ta gọi là hơi chậm chạp. Và cũng chính vì những cái mà chậm chạp ấy thì các bạn cũng dễ kiểu như là bị lỡ mất những cái cơ hội mà rất là tốt đẹp. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì những cái người mà có cái ngón tay mà vuông ấy, các bạn cũng sẽ là những cái người mà kiểu như là ở cái độ trung niên của các bạn ấy, các bạn sẽ là những cái người mà khá là giàu, các bạn là những người có ý chí. Các bạn là những người ý chí. Cái độ trung niên đổ ra là các bạn là những cái người mà có quán của đề, các bạn là những cái người giàu. Và hơn nữa là ở cái người đàn ông nhá. Nếu như mà là ở những cái người đàn ông ấy mà các bạn là những cái người mà kiểu như là có cái ngón tay vuông ấy thì các bạn thường là những cái người mà ở trong gia đình các bạn là những cái người mà biết nói thế nào nhờ, các bạn là những cái người mà cũng khá là có trách nhiệm đấy. Các bạn là những cái người không có thích là chơi bời tiêu xài hay là đàn đúm hay là những cái gì các bạn ăn tiêu, các bạn hoang phí. Các bạn là những cái người không có thích những cái phù phiếm bên ngoài, không có thích những cái xa hoa, những cái phù phiếm bên ngoài. Các bạn là cái mẫu người đàn ông ý, tương đối là có trách nhiệm. Nhưng mà thế này này, nhưng mà tuy nhiên thì các bạn cũng nhớ một cái điều là như thế này nhá. Trong gia đình các bạn ý, những cái người đàn ông mà có cái ngón tay vuông ý, các bạn cũng cần phải nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, uyển chuyển hơn. Nghĩa là các bạn đừng có mạnh mẽ quá. Các bạn mạnh mẽ quá thì vô hình các bạn làm cho cái gia đình đôi khi nó lại trở thành nó cứng nhắc, nó bị ngột ngạt. Các bạn cần uyển chuyển hơn một tí, mềm mại hơn một tí. Cần mềm mại hơn tí thì rất ok. Thì rất ok. Đấy, thôi mình nói là thế này, bất cứ ai thế thôi. Bất cứ một cái nét tướng gì, bất cứ ai hay là như thế nào đều có những cái ưu điểm và cái nhược điểm, đều có điểm mạnh và điểm yếu. Các bạn nhớ bất cứ cái gì vậy, cái người, nói tóm lại nôm na là như thế này, các bạn hãy nhớ một cái điều là như này này. Những cái người là những cái người có ý chí thì bao giờ cái ý chí người ta mạnh ý, thì bao giờ nó cũng đi kèm một cái người ta gọi là một cái mà kiểu như là khó mà lung lay, đúng không? Khó mà lung lay, kiểu vững quá, cứng quá, chắc quá, rất khó mà lung lay, khó mà thay đổi được người ta, đúng không? Thì chính vì những cái đức tính như vậy thì họ phải là những người rất cứng rắn rồi, rất có lập trường rồi, rất cứng rắn, rất mạnh mẽ rồi. Mà đôi khi chính vì những cái điều đó ấy, nếu mà nó quá lên một tí nữa ấy, thì nó sẽ trở thành một cái bảo thủ và cố chấp. Đấy, mình hiểu nôm na, mình hiểu đơn giản là như vậy. Nghĩa là cái gì nó cũng có cái tốt và có cái xấu. Thì những cái bạn ấy mà có cái tướng ấy, như cái video hôm nay mình chia sẻ với các bạn ấy, ok, cái tốt của các bạn là cái người có ý chí nhá, các bạn sẽ là cái người rất giàu. Ở cái độ trung niên đổ ra, các bạn sẽ là cái người rất giàu. Đấy là cái ưu điểm của các bạn. Nhưng mà còn cái điểm yếu của các bạn ý, là các bạn lý tính nhiều quá. Đôi khi các bạn lại là những người mà thiếu đi cái cảm xúc. Bởi vì các bạn làm cái gì bạn không để cái cảm xúc đó. Bạn lý trí mà bạn lý tính nhiều quá, bạn rắn rỏi quá, thì đôi khi bạn lại là những người bạn kém đi cái uyển chuyển. Thì bạn cần thôi mềm mại một tí. Mình biết cái nhược điểm của mình là thiếu đi cái mềm mại. Mình mềm mại một tí thì để làm sao mà để vừa trong cái cuộc sống, vừa trong cái công việc, thế này thế kia mình đều được ok. Các bạn cứ nhớ là thế này này. Các bạn cứ nhớ một cái điều là thế này này. Cái con người ta làm giàu hay là làm kinh tế, Nó đâu phải là hết đâu. Cái cuộc sống mà thành công, cái cuộc sống mà hạnh phúc ấy, thì bạn phải còn cần nhiều thứ nữa chứ. Phải cần có, các bạn có kinh tế rồi đúng không, các bạn làm giàu rồi thì các bạn cũng cần phải có gia đình này,
cần có những cái mối quan hệ xung quanh này, đúng không? Rồi cần cái thời gian để mà nghỉ ngơi, để mà thư giãn, đúng không? Thế này thế kia. Thế nên đâm ra là nhiều khi các bạn mà cứ lao vào, các bạn cứng nhắc quá, các bạn chỉ nghĩ đến cái ý chí, chỉ nghĩ đến cái nguyên tắc để mà mình làm, để mình làm dần, bạn tập trung nhiều quá như thế thì vô hình ý, bạn rất là lãng phí. Các bạn rất lãng phí cái cuộc sống. Các bạn cứ nhớ ấy. Nhiều khi đến lúc mà già rồi quay lại nhìn lại thì tự dưng thì ngoài tiền ra chả có cái gì thì cũng không tốt. Mình nói thật, quay trở lại nhìn lại cái cuộc đời, bảo là tại sao lại cái thời gian ngắn ngủi, cái cuộc đời nó trôi nhanh thế mà cứ trong đầu lúc nào cũng chỉ chăm chăm mà kiếm tiền. Ngoài tiền nó chả có cái gì phí lắm. Đến lúc đó mà kiểu như là muốn kiểu như là đi đây đi đó, muốn là xây dựng lại những cái mối quan hệ, muốn là nghĩ lại những cái việc mà mình đã từng bỏ qua bỏ lỡ, các bạn thấy ân hận đấy, các bạn thấy phí đấy. Thôi đó, video của tôi thì hôm nay thì đến đây thôi nhá. Hôm nay đến đây thôi. Thì các bạn để ý nhá. Nếu như các bạn ý là những cái người ý, có những cái nét tướng mà mình vừa chia sẻ với các bạn ý, các bạn là những cái người có ý chí, các bạn sẽ là những cái người, cái số của các bạn ý sẽ là thành công. Bắt đầu mà trung vận đổ ra, các bạn là người rất có tiền. Những cái người có những cái nét tướng này, trung vận người ta đều là những cái người rất có tiền, rất nhiều tiền, các bạn nhớ đấy. Kể cả là nam hay là nữ, bạn nào mà có những cái nét tướng đó, xin chúc mừng các bạn. Các bạn không những các bạn biết nha, các bạn xem cái video này xong ý, những cái nét tướng như vậy, các bạn nhìn cho chính bản thân các bạn còn nhìn cho những cái người xung quanh của các bạn. Và các bạn cứ nhớ là như này, nếu như bên cạnh những cái ưu điểm của bạn có cái gì mà nó cần phải thay đổi, có những cái khuyết điểm gì, các bạn nhớ các bạn chỉnh sửa để cho hoàn thiện hơn, để cho tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.